Sau khi phát hiện ca dương tính ở phường Dị Sử là giáo viên trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng đi từ Hà Nội về, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Mỹ Hào họp khẩn ngay trong đêm 26 tháng 11 để ứng phó với tình huống dịch. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, tình hình dịch COVID-19 ở phường Phan Đình Phùng, phường Dị Sử có những diễn biến phức tạp liên quan đến nhiều giáo viên học sinh. Qua truy vết phát hiện 38 F1 ở phường Phan Đình Phùng, 31 F1 ở phường Dị Sử. Phường Dị Sử đã tạm thời phong tỏa khu vực gia đình F0 tại tổ dân phố Nhân Vinh, đồng thời truy vết thần tốc, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng nhằm sàng lọc ca bệnh, đưa các trường hợp F1 về khu cách ly tập trung của thị xã tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Cơ sở 2. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời khởi động cơ sở cách ly của thị xã tại trường Tiểu học Minh Đức, tích cực thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương để người dân chủ động đến khai báo y tế, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.